trung tâm Hà Nội đi bằng xe ô tô hơn 30 phút là bạn có thể đến được với Vạn Phúc. Âm lịch mùng 5, 10, 15, 20 hàng tháng, chợ đồ cũ Vạn Phúc lại tấp nập người mua bán những món đồ cũ ở lân cận Hà Nội. Thế nhưng chợ phố cổ dạo gần đây lại là nơi được mọi người yêu thích nhiều hơn và được công nhận bởi tính sáng tạo của nó. Thế nên chỉ trong một thời gian ngắn, đây là nơi giao lưu của những người chơi đồ cổ và trở thành một địa điểm của du lịch mới. Chợ đồ cũ là nơi bạn có thể thấy hàng chục những món đồ mang tính lịch sử, như đồ trang sức và chân nến đã hơn 100 năm tuổi, cùng bầu không khí náo nhiệt. Anh bán ở chợ từ lâu chưa? Chợ này nó thành lập được khoảng hơn 3 năm rồi, mình bán từ hồi đấy đến giờ. Cái mặt hàng chủ yếu mà anh bán là gì? Cả đồ cũ, đồ cổ, đồ mới. Lẫn lộn, nhưng mà đồ cũ nó chiếm hơn 2/3. Trong quá trình bán hàng thì anh có cái câu chuyện gì với cái món đồ cũ đặc biệt ấy? Còn là người mua họ... Ngày xưa cái thời bao cấp nó khó khăn em ạ, có rất nhiều món đồ gia bảo người ta bán đi. Bây giờ nhiều người ta còn ra ngoài để ta mua, người ta tìm mua lại. Ví dụ như cái cháp, mình có những lần mình bán cái cháp, người ta về người ta nhìn thấy cái cháp của lúc người ta, người ta còn khóc hu hu ấy. Ôi, người ta bởi vì cái thời kỳ mà khi nó khó khăn rồi, trước rất nhiều người ta phải bán đồ ra bảo. Và cái chợ đồ cũ này hình thành phát triển đây là nhờ những vấn đề đấy, tức là ta muốn mua lại cái quá khứ. Bọn em có khi là chưa trải qua thời bao cấp đói khổ như bọn anh thì đã trải qua rồi, anh biết cái thời kỳ đấy là một thời kỳ cực kỳ đặc biệt của dân tộc. Rất nhiều cái đồ người ta phải bán, những cái đồ người ta phải rất đau lòng, nhưng mà sau này ta mua lại được, hoặc là mua cái đồ gần giống thế. Những người đam mê đồ cổ thực ra đã đều tập trung trước bảo tàng Hà Nội, nhưng bảo tàng không thể duy trì trong một thời gian dài, nên tại lối vào làng Vạn Phúc, một khu chợ mua bán đồ đạc theo phong cách xưa đã được mở ra và làm thành chợ bán đồ cổ Vạn Phúc ngày nay. Bác có hay đến cái chợ này mua không ạ? Không ạ, bác thì người một năm đến đây mua một lần chả biết được. Thế hôm nay bác đến bác tìm mua đồ gì vậy? Không, mua toàn hàng chicken hand thôi, họ xài rồi. Thế thôi, mà giá thì họ bán thì có cái thì phải chăng, có cái thì đắt cũng rẻ cổ luôn. Có cái thì phải chăng. Người đã đồng tâm với người dân trong khu vực xây dựng nên chợ đồ cũ, với tâm niệm gìn giữ nét văn hóa của quê hương và thu hút khách du lịch là ông Bạch Vĩ Thiện, hội trưởng hội đồ cổ thành phố Hà Đông Vạn Phúc. Chợ đồ cổ Vạn Phúc đang tạo nên một môi trường cho mọi người có thể cảm nhận vẻ đẹp của Việt Nam và những người đi tìm căn nguyên văn hóa thông qua những đồ vật cổ đại. Việc bán hàng ở đây thì anh thấy điểm gì là thu hút nhất ở cái chợ này? Đây người ta bày các kiểu thứ là họp vui, vui chút thì mặt hàng cũng có, cổ hay là tin thì thời mới cũng có, thì cái thu hút là chính. Chợ này thì họ đi chợ đông. Chợ đông à? Nó không phải họ đi đông nữa. Sáng nay họ phiên thì họ đi nhiều hơn, chiều nay thì nắng vắng hơn. Dạo quanh những cửa hàng, mọi người có thể cảm nhận thêm nét đẹp của thời nhà Lý, Trần. Và đây cũng là một cơ hội tốt để có thể cảm nhận được cái khó khăn của thời bao cấp xưa. Gìn giữ cái đẹp của quá khứ vì nét đẹp trong tương lai, đó chẳng phải là món quà quý báu mà chợ đồ cổ Vạn Phúc này mang đến hay sao?